đất mới nha cô chú anh chị, chỉ có 240 triệu một thửa. Diện tích ở đây thì ngang 5 dài 33 ha. Có 100 mét vuông thổ cư, thì bên Khoa đang tiến hành làm nền nha cô chú anh chị. Đây, vị trí đất của mình. Thì đối diện với hai cái biệt thự nhà cấp 4 lớn ha. Đất mình thì Khoa đang tiến hành san lấp, bao nền thì sắp xỉ bằng mặt lõi cô chú anh chị luôn ha. Thì với giá chỉ 240 triệu một thửa, ngang 5 dài 33, thổ cư 100 m², bao cho cô chú anh chị ra sổ hồng riêng luôn. Thì khu vực xung quanh thì nhà cửa rất là đông ha. Ở đây mình đường này là thông ra ngoài, xuống dưới trung tâm hành chính huyện luôn ha, ra ngoài lộ D luôn, ra ngoài sông Cửa Tiểu. Hướng này thì mình đi ra ngoài tỉnh lộ cách tầm khoảng 300 m nha cô chú anh chị. Mình ra mình sẽ đụng cái trường mầm non lớn. Ở đây mình có thể nhìn thấy cái mái đỏ đỏ chính là trường mầm non ha. Thì từ dưới đất mình ra tới tỉnh lộ 300 m, mình rẽ bên tay trái là mình đi về trung tâm huyện ha. Về chợ huyện, ủy ban, ngân hàng tầm khoảng 500 m à cô chú anh chị, rất là gần luôn. Xã này là thuộc xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Ấp thì ấp Kinh Nhiếm nha cô chú anh chị. Mặt tiền đất thì quay về hướng đông ha. Thích hợp cho cô chú anh chị mình về đây mình làm nhà vườn, nghỉ dưỡng. Nền thì bao san lấp rồi cô chú anh chị ơi. Huyện Tân Phú Đông mình là một cái huyện của tỉnh Tiền Giang ha. Cách thị xã Gò Công tầm khoảng 20 km. Cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 65 đến 75 km ha. Mình từ đây mình chạy xuống chợ Phú Thạnh. Mình có đường tỉnh 832. Mình ra bến phà Tân Long. Qua bến phà Tân Long là mình tiếp giáp với Gò Công Tây. Mình đi thêm khoảng 50 km nên về tới Sài Gòn ha. Thì trước đất mình thì có điện nước, đèn đường thắp sáng. Khu vực này điện nước wifi đầy đủ hết cô chú anh chị. Tuyến đường này thì rất là đông dân cư ha. Cuve đang tiến hành san lấp ha. Bình Khoa còn rất nhiều sản phẩm giá rẻ từ 160 triệu cho đến 250 triệu. Quý anh chị đã sở hữu được cái nền thổ cư, đường thì xe hơi xe tải mình tới đất luôn ha. Mặt tiền đường mình thì hiện tại là đường 4 m nha cô chú anh chị. Xe 16 chỗ quý anh chị có thể đi cái đường đan này là lọt tóc luôn ha, rất là rộng rãi luôn. Để từ vị trí đất Khoa sẽ chạy ra ngoài cái hướng tỉnh lộ 8BB cho cô chú anh chị xem khu vực ha, rất là gần luôn, gần chợ, ủy ban, trường học này nọ, bán kính tất tần tật trong vòng 800 m đầy đủ hết cô chú anh chị. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban, ngân hàng, trung tâm huyện. Từ đây mình lên bệnh viện của huyện tầm khoảng 600 m à, gần sát bên luôn. Đây ha, khu vực nhà dân đông gần tỉnh lộ mà cô chú anh chị. Rồi để Khoa chạy ra tỉnh lộ 8B cho cô chú anh chị xem ha. Rồi từ vị trí đất nè cô chú anh chị, Khoa tiến hành chạy ra khu vực đường tỉnh lộ ha. Quý anh chị theo chân Khoa để được tham khảo ha.
tới tỉnh Lậu rồi nè. Quý anh chị thấy rất là gần ha, tầm khoảng 250 đến 300 mét trở lại à. Đây đối diện tuyến đường này là quý anh chị thấy chiếc xe chạy vô ha, trong đó là trường mầm non. Còn đây mình nhìn thấy cái nhà lầu cao cao đó ha, là qua cái bảng cổng chào đó là chính là qua cái tới là cái chợ huyện đó. Chợ đó là chợ Phú Thạnh, xã Phú Thạnh mình là xã Lội Mọc, khu huyện Tân Phú Đông ha cô chú anh chị. Quý anh chị quan tâm thì cứ liên hệ cho khoa, số điện thoại là 0334447430. Có thể kết bạn Zalo để tiện trao đổi ha, hoặc tham quan những sản phẩm mới. Quý anh chị có thể gọi thêm số 0766450076 để khoa tư vấn thêm ha. Hoặc là quý anh chị đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ khi khoa đăng những video mới. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều nha.